Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh NM TV. Hôm nay ngày 5 tháng Giêng năm 2021, gồm các bản tin sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Úc đối phó đòn trừng phạt kinh tế của Trung Quốc. Các doanh nghiệp Úc đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất cảng nhằm tránh phụ thuộc Trung Quốc và vượt qua đoàn trừng phạt kinh tế của Bắc Kinh. Mối liên hệ giữa Úc và Trung Quốc trở nên căng thẳng sau khi Canberra hồi tháng 4 năm 2020 yêu cầu tiến hành cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc virus Vũ Hán, cấm tập đoàn Huawei tham gia vào mạng lưới 5G của Úc và tham gia tập trận hải quân chung Malabar với Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản sau 13 năm vắng bóng. Ít nhất 13 lĩnh vực của nền kinh tế Úc đã phải chịu thuế, một số hình thức hạn chế hoặc cấm từ phía Trung Quốc bao gồm thịt bò, than, đồng, bông, tôm hùm, đường, gỗ, du lịch, giáo dục, rượu, lúa mì và len. Những biện pháp trừng phạt kinh tế của Trung Quốc được ước tính gây thiệt hại 2 đến 4 tỷ mỹ kim về doanh thu cho các nhà xuất cảng của Úc. Dù vậy, tính cuối năm, nền kinh tế Úc nhìn chung có phần tăng trưởng trở lại và thoát khỏi cuộc suy thoái do đại dịch gây ra các doanh nghiệp Úc đang đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, thị trường mới để không bị phá sản và tránh phụ thuộc vào Trung Quốc. Chính phủ Úc cũng đang đàm phán thỏa thuận thương mại tự do với Anh và Ấn Độ để hỗ trợ các nhà xuất cản rượu, giảm phụ thuộc Trung Quốc. Trước đó, hàng loạt quan chức cấp cao phương Tây tuyên bố ủng hộ rượu vang của Úc sau khi Bắc Kinh hồi tháng 12 năm 2020 tuyên bố áp thuế từ 107 đến 221% đối với rượu vang Úc nhập cản vào Trung Quốc. Mặt khác, Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham ngày 16 tháng 12 năm 2020 tuyên bố Canberra sẽ chính thức gửi đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO để yêu cầu điều tra mức thuế chống bán phá giá 80,5% của Trung Quốc đối với lúa mạch của Úc trong vòng 5 năm. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Anh tái phong tỏa toàn quốc vì biến thể nguy hiểm của virus Vũ Hán. Chính phủ Anh hôm qua chính thức ban bố lệnh tái phong tỏa toàn quốc trong bối cảnh số ca mắc dịch tăng mạnh vì biến thể virus Vũ Hán mới phát hiện dễ lây lan hơn nhiều. Rõ ràng chúng ta cần hành động hơn nữa để kiểm soát biến thể này. Điều đó có nghĩa là chính phủ Anh một lần nữa đề nghị người dân ở nhà. Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 4 tháng 1. Theo lệnh phong tỏa mới này, các trường học ở Anh sẽ phải đóng cửa từ ngày 5 tháng Giêng và chuyển sang cơ chế học trực tuyến, ngoại trừ con em của các lao động thiết yếu. Thủ tướng Johnson cho biết, nếu mọi việc suôn sẻ, các trường học có thể mở trở lại sau nghỉ giữa kỳ vào khoảng giữa tháng 2. Cũng theo lệnh phong tỏa, người dân Anh chỉ được phép ra ngoài với một số lý do nhất định như mua sắm đồ thiết yếu, thể dục, khám chữa bệnh hay tránh bạo lực gia đình, một vấn nạn phát sinh trong thời gian cách ly xã hội. Xuất cảnh chỉ được chấp thuận với một số trường hợp nhất định như vì lý do công việc. Các trung tâm thể dục thể thao ngoài trời sẽ tạm thời phải đóng cửa. Tuy nhiên, khác với lệnh phong tỏa trước đó, lần này các trường mầm non vẫn được hoạt động, một số môn thể thao vẫn được phép diễn ra, các nhà thờ vẫn được phép mở cửa, nhưng phải chấp hành nghiêm ngặt quy định giãn cách xã hội. Lệnh phong tỏa sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng Giêng và dự kiến kéo dài đến giữa tháng 2. Lệnh trên được đưa ra trong bối cảnh đại dịch virus Vũ Hán bùng phát mạnh trở lại ở Anh, cùng với sự xuất hiện của biến thể virus Vũ Hán có tốc độ lây lan nhanh hơn nhiều so với chủng cũ. Trong một tuần trở lại đây, mỗi ngày Anh ghi nhận hơn 50.000 ca nhiễm mới, số người nhập viện cũng vượt mức đỉnh điểm hồi tháng 4. Bộ Y tế Anh cho biết nước Anh chuẩn bị đặt trong tình trạng báo động cao nhất với đại dịch và lo ngại hệ thống y tế có thể bị quá tải trong vài tuần tới. Anh đã đẩy nhanh phê chuẩn và triển khai chương trình tiêm chủng vaccine với hy vọng ngăn chặn đại dịch. Tuy vậy, đến nay mới hơn 1 triệu người ở Anh được tiêm chủng. Thưa quý vị, Iran tuyên bố có thể đánh chìm hàng không mẫu hạm của Mỹ trong vài giờ. Cố vấn của lãnh đạo tối cao Iran và là cựu chỉ huy quân sự Rahim Safavi tuyên bố Iran biết rõ điểm yếu của quân đội Mỹ và có thể đánh chìm hàng không mẫu hạm của Mỹ trong vài giờ. Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước mới đây, Thiếu tướng Rahim Safavi, cố vấn quân sự cấp cao của lãnh đạo tối cao Iran, cựu chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, viết tắt IRGC, cho rằng lực lượng Mỹ tại khu vực đang trong tư thế phòng thủ bị động và họ biết rõ điểm yếu của bản thân. Người Mỹ biết rằng lực lượng của họ tại khu vực rất dễ tổn thương, Iran có thể biến hàng không mẫu hạm của Mỹ thành tàu ngầm trong vài giờ. Tướng Safavi nói, nhưng cũng nhấn mạnh Iran không được đánh giá thấp đối thủ. Bên cạnh đó, ông Savavi hy vọng sẽ không có điều gì xảy ra trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, ông tuyên bố cuộc báo thù cho cái chết của tướng chỉ huy đặc nhiệm Soleimani vẫn nằm trong chương trình nghị sự. Cảnh báo được đưa ra trong dịp kỷ niệm một năm từ ngày Mỹ tấn công làm thiệt hại tướng Soleimani và một chỉ huy lực lượng dân quân của Iraq gần sân bay ở Baghdad. Quân đội Mỹ gần đây đều quanh tạc cơ B-52 và tàu ngầm đến vùng vịnh để đề phòng và răng đe Iran. Tuy nhiên, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Mueller ngày 31 tháng 12 năm 2020 bất ngờ chỉ đạo rút nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Nimitz từ Trung Đông về nước sau đợt triển khai kéo dài. Đến ngày 3 tháng Giêng năm 2021, lãnh đạo ngũ giác đài lại đổi ý thông báo khu trực hạm Nimitz vẫn ở lại khu vực do những mối đe dọa tiềm tàng từ giới lãnh đạo Iran đối với Tổng thống Trump và giới chức chính quyền Mỹ. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. IS trỗi dậy, sát hại 11 thợ mỏ. Phiến quân IS nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công và cắt cổ 11 thợ mỏ tại tỉnh Baluchistan sau gần một năm im ắng. Giới chức địa phương cho biết vụ tấn công diễn ra vào rạng sáng ngày 3 tháng Giêng tại khu Mas, huyện Bolan, cách thủ phủ Kesta của tỉnh Baluchistan, phía tây Pakistan, khoảng 100 km về phía đông nam, khiến các thợ mỏ sống cùng một căn cứ gần nơi làm việc thiệt mạng. Tất cả công nhân khai thác than bị trói hoặc tay ra sau lưng, bịt mắt rồi bị phiến quân cắt cổ, một quan chức an ninh cho biết. Một video trên ứng dụng nhắn tin WhatsApp, dường như của thành viên đội phản ứng đầu tiên tới hiện trường, cho thấy ba thi thể nằm bên ngoài và những nạn nhân khác bên trong căn phòng đầy máu. Vụ sát hại 11 công nhân khai thác than vô tội này là hành vi khủng bố vô nhân đạo và hèn nhát. Thủ tướng Pakistan Imran Khan đăng trên mạng xã hội Twitter Tôi đã yêu cầu cảnh sát huy động mọi nguồn lực để bắt những kẻ sát nhân này và đưa chúng ra trước công lý. Phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng sau đó nhận trách nhiệm vụ tấn công qua trang thông tấn AMAC trên Telegram Vụ tấn công xảy ra sau gần một năm phiến quân IS im hơi lặng tiếng do những thất bại liên tiếp trên chiến trường ở Iraq và Syria, khiến tổ chức khủng bố này gần như tan vỡ. Balochistan là một trọng điểm trên hành lang kinh tế Pakistan và Trung Quốc, trị giá 60 tỷ Mỹ Kim. Tuyến kết nối giao thông và năng lượng giữa khu vực miền Tây Trung Quốc với cảng nước sâu Wada ở phía nam Pakistan Cộng đồng thiểu số Hazara thường xuyên là mục tiêu của Taliban, IS và các nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunni khác ở Pakistan và Afghanistan. Chi nhánh IS tại Afghanistan nhiều lần nhận trách nhiệm trong các vụ tấn công vào cộng đồng Hazara ở nước này. Ba vụ đánh bom hồi năm 2013 tại khu vực dân Hazara sinh sống ở thành phố Kesta, Pakistan khiến hơn 200 người chết. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. Hàn Quốc cấm tụ tập quá 4 người trên toàn quốc Hàn Quốc đã áp dụng lệnh cấm tụ tập riêng tư quá 4 người trên toàn quốc, mở rộng chưa từng có các quy định giãn cách xã hội khi số ca nhiễm virus Vũ Hán tăng vọt trở lại. Theo Reuters và Yonhap, xứ sở Kim Chi đang đối mặt với số ca nhiễm virus Vũ Hán tăng vọt hơn 1.000 trường hợp mỗi ngày. Trong làn sóng lây nhiễm mới nhất, Hàn Quốc hôm nay ghi nhận 1.020 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 64.264 và 981 trường hợp tử vong. Vào cuối tuần trước, số ca nhiễm virus Vũ Hán ở Hàn Quốc chỉ mới là 657 ca một ngày. Số ca nhiễm hai ngày cuối tuần thấp hơn, được cho là do ít xét nghiệm vì nghỉ lễ. Một quan chức y tế nước này cho hay, làn sóng lây nhiễm thứ ba ở Hàn Quốc đang được kiểm soát. Các quy định giãn cách xã hội mở rộng được áp dụng tại Seoul và các khu vực lân cận, gồm cả nhà thờ, quán cà phê, nhà hàng, khu trực tuyết và các địa điểm khác. Trước đây, việc cấm tụ tập riêng tư quá 4 người chỉ áp dụng ở khu vực Seoul, nhưng giờ đã áp dụng với phần còn lại của cả nước. Hơn 60% ca nhiễm mới bắt nguồn từ Seoul, tỉnh Georgia và thành phố Incheon, với các ổ bùng phát lớn tập trung quanh nhà tù và nhà dưỡng lão. Nhằm giảm tốc độ lây nhiễm của virus, Thủ tướng Hàn Quốc Chung si tuyên bố chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để khởi động chương trình tiêm chủng vào tháng 2. KCDA nên chuẩn bị sẵn sàng cho toàn bộ tiến trình khi vaccine được đưa về Hàn Quốc, bao gồm phân phối, lưu trữ, tiêm chủng và các hoạt động sau đó. Ông Chung tuyên bố tại cuộc họp của chính phủ. Nhà lãnh đạo này cũng kêu gọi các bộ có liên quan như giao thông, y tế giúp đẩy nhanh tiến trình để Hàn Quốc không phải đối mặt với một số vấn đề như Mỹ và các nước châu Âu gặp phải. Hàn Quốc dự kiến bắt đầu tiêm chủng vào tháng 2 với các nhân viên y tế và những người dễ mắc bệnh được ưu tiên tiêm trước. Bản tin đến đây là kết thúc, xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.